Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft bị xe mòn siêu cấp. Và ở tập trước thì chúng ta đã tìm ra cái hòn đảo nấm và trên đó có rất là nhiều những cái nấm mắt các bạn ơi. Và sắp tới thì mình đã có thể chế tạo ra những bát súp mắt giống như vậy và sau đó cho những em Pokemon có khả năng Gigantamax ăn á. Và hôm nay thì nhân dịp mới có những cái súp mắt này thì chắc mình sẽ sử dụng một cái đội hình mà ở đó những em Pokemon đều có thể Gigantamax á. Uầy, mình nghĩ như vậy sẽ rất là thú vị đó các bạn. Em voi này cũng có thể nè. Ok, nãy giờ mình lựa ra được ba nhóc rồi đúng không? Thêm nhóc nào nữa ta? Ê, nhóc Red này hình như cũng có thể Gigantamax các bạn ơi. Ê, Lap Red cũng được đó nè. Wow. Em Colossal này cũng vậy luôn. Nhiều sự lựa chọn vậy ta. Chưa, Lap Red theo mình cũng tự đậu các bạn. Nên là hôm nay chắc mình sẽ cho Lap Red cùng mình đi khám phá một xíu ha. Sẵn tiện thưởng cho em súp mắt đâu nữa. Ok, trước mắt là mình sẽ cho bốn em này ra ha. Urshifu thì hôm qua đã được ăn rồi. Còn Seesaw thì bên cạnh mình để có gì giúp mình chinh phục thêm những em Pokemon khác bằng Phone Sweep á các bạn. Rồi, giờ thì lấy súp ra. Bốn bát súp cho bốn em ha. Ok, lần lượt cho mấy em này ra và sau đó thưởng súp mắt thôi. Đấy, Lapras đầu tiên nè. Tiếp theo sẽ là em Void. Wow, bự chưa? Nhưng mà mấy em này thì chắc mình phải luyện cấp đó các bạn. Mới cấp 40 thôi. Kế đến sẽ là Grimmsnarl thì cũng cấp 7 mấy rồi nè. Đỡ hơn xíu. Rồi, cuối cùng sẽ là Cinderay trong đội hình này. Bùm, xong phiên. Mình vẫn còn súp mắt ha. Nên là xíu có gì mình sẽ cho cái lứa đội hình tiếp theo ra trận cùng mình. Còn bây giờ thì để mình đi làm nhiệm vụ cái đã các bạn ơi. Nhiệm vụ này mình nghĩ cũng thực hiện nhanh thôi. Đó chính là mình sẽ thẳng tiến qua bên địa ngục. Tại hôm qua ghé ngang cái hậu quán các bạn, cái có một người kêu mình ghé địa ngục chơi á. Xong rồi về người ta cho mình Pokemon VIP các bạn à. Không, cái đó là mình tự nói thêm. Còn nhiệm vụ chính vẫn là qua địa ngục thôi á. Nên là mình sẽ qua địa ngục một cái. Rồi xong phen. Vậy là xong cái nhiệm vụ ha. Nói chung rất là nhanh luôn. Nhưng mà lỡ qua đây rồi thì thôi, chúng ta sẽ đi khám phá hang tẹo luôn nha. Tại vì hôm bữa qua đây mình có gặp hút ba, ủa lộn, cái mèo lửa chứ, nhưng mà kết hợp với hút ba các bạn ơi. Nhìn cực kỳ chất luôn á, nên là mình muốn tìm lại game đó. Ồ, ở đây còn có, ôi quen ta. Cái này là sắp ai đúng không? Ôi được, kèo này mình sẽ cho Grimmsnarl của mình ra trận các bạn ơi. Ok, chính xác rồi, đây là sắp ai trong cái đen các bạn ạ. Wow, Grimmsnarl Dynamax lên, lộn Gigantamax lên chứ. Rồi, tấn công luôn nè. Để cười. Đủ. Grimmsnarl của mình Dynamax lên là chân dài lắm các bạn ơi, knock out luôn rồi cơ. Quá chất luôn. Có đĩa cái năng Shadow Ball gì cơ. Kẹo mát rồi ha, quá đã. Rồi bắt luôn thử không? Thử nhân phẩm coi. Ê. Đó, thấy chưa? Hôm qua mình nói rồi. Cái lần đầu tiên mình chinh phục Pokemon trong đen, auto thất bại các bạn. Lần nào cũng vậy. Không phá lệ dù chỉ một lần nha. Không hiểu luôn á. Số mình nó nhỏ như cục lọ vậy các bạn. Ui, nấm mắt. Hết hồn, tưởng đâu đây nấm mắt chứ. Hình như hôm qua thấy nấm mắt ghét rồi. Bây giờ đi đâu nhìn cũng thấy nấm mắt các bạn à. Bố tài thì chứ. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Love Fruit, Refine, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Ê, ở dưới kia là cái nhóc option mà hôm qua mình gặp trong hậu quán các bạn, rất là nhiều trainer kia, sở hữu luôn. Mình cũng muốn có một em quá à. Ok, Macaro. Yeah, point script em cái coi. Ồ, trâu đấy, em này trâu các bạn ơi. Quay được đấy. Point script cái nữa. Đúng rồi. Mình sẽ tụng Ultra Ball. Ok, hy vọng là sẽ làm được nha. Hồi nãy thất bại trong việc bắt Pokemon trong đen rồi. Ok. Trời ơi, em Macaro này có vẻ là cũng không dễ bắt đâu các bạn. Phải tới lần 2 mới được nè. Let's go Macaro. Đây. Quá đã luôn ha.
Coi thử coi ẻm có thể Giganta mắt được không? Em này thì không Giganta mắt được các bạn ơi. What? Quay. Trong kia mình thấy đây là Gengar đúng không? Cái mặt này là Gengar không lệch đi đâu được các bạn. Chuẩn rồi, nhưng mà hình dạng gì đây? Màu đen, hình dạng God hả? Chuẩn luôn. What? Bữa nay mình gặp Gengar God các bạn ơi. Thời tới. Ok, kiểu này thì mình sẽ test sức mạnh của em voi mới cho ra trận ngày hôm nay á. Gigantamax trẻ luôn nhờ. Để coi. Tấn công đòn nào có rỉa máu vậy ta? Thấy đòn nào cũng gắt vậy. Đòn này đi. Ok, đòn này hy vọng là có việc rỉa tốt nha. Rồi, ổn. Đòn này có rỉa có vẻ ổn các bạn à. Wow, Gengar God nhìn chất lự vậy. Nhìn giống như hình dạng cyber hết các bạn. Cái này nhìn mình cứ tưởng là Gengar máy móc không á, nhưng mà không, đây là Gengar thánh các bạn ơi. Why? Dustborn chẳng. Địa ngục dùng Dustborn cũng ok la lắm nha. Thử coi. Ui, thành công luôn rồi. Yay. Bữa nay test đội hình Gigantamax có vẻ là nhân phẩm cao á các bạn ạ. Mình gặp được thêm một Pokemon hình dạng God rồi. Vậy là sắp tới đội hình God của mình chính thức đủ rồi nha. Ở trong đây có 5, thêm Gengar God nữa là thành viên thứ 6 rồi. Let's go. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ coi thử coi Gengar God sẽ mang hệ gì nhá. Trước mắt thì diện mạo thì trông rất là chất lượng rồi. Có 3 con mắt, một cái mắt ở trên nè, 2 mắt ở hai cánh tay. Và hệ sẽ là hệ độc với cả là hệ ma các bạn. Coi thử chỉ số coi. Khá là hạnh phúc nha, 70 nè. Kỹ năng thì sao? Wow, có Dark Boost. Vậy là có thể đem đi quẩy được rồi đó các bạn. Và cưỡi được không? Cưỡi được và bay được luôn nha các bạn. Đúng là hình dạng God có khác. Ê, mình để hình như hình dạng God em nào cũng biết bay các bạn ơi. Chất lừ. Đã. Rồi, sẵn tiện mới về đội dẫn em đi quẩy luôn các bạn. Trước mặt mình là boss sắp ai luôn. Ây da, ổn ta. Hiện tại Gengar cấp 50 rồi. Thôi được, liều ăn nhiều các bạn ơi. Vô. Rồi. Dynamax cho Gengar luôn á. Ở đó thì dùng mắt Darkness. Để xem. Ui da. Sắp ai chửi một cái đi luôn các bạn ơi. Không ổn. Lựa chọn này không phải là lựa chọn tốt rồi. Đổi lại. Đưa Rimsnar ra trận đi. Ok, Gigantamax cho Rimsnar. Có vẻ hôm nay Rimsnar sẽ gánh tem hơi bị nhiều đây. Why? Tại vì em ngầu quá mà. Cho quẩy một bữa thiệt là đã dưới địa ngục luôn á. Đổ lên Rimsnar. Thêm một đòn nữa coi. Ui, sắp ai bị ngủ rồi các bạn ơi. Thời tới. Đây nè. Ê, mình thử cho Gengar chiến đấu coi. Coi, knock out được hay không nha. Cơ hội nha Gengar. Lập chiến công nào. Dark Boost. Rồi, không knock out nổi. Trời ơi, cơ hội lập chiến công đã qua rồi. Lại tới lượt Rimsnar các bạn ơi. Ok. Rimsnar lại gánh tem á. Và chúng ta sẽ được một cái đá Z hệ thép. Ok. Mà đây ngay cái pháo đài địa ngục, mình sẽ vô trong và loot đồ thử coi có gì mới không ha. Blade rồi nè. Hết rồi. Trời ơi, cái pháo đài thì bự mà đồ cho quá là bèo luôn các bạn ơi. Thôi. Ôi trời. Yurus làm gì bị cháy dưới cưng. Thôi. Để anh giúp cưng nghe. Đây. Ôi chưa. Gengar God chưa được hồi phục nữa các bạn. Đây, để anh giúp cưng nghe. Nãy cưng bị cháy đúng không? Anh sẽ cho cưng cháy hơn nữa cơ. Gengar, đừng có để em nó đục vô mặt nha. Ôi đây rồi.
Đi ăn hiếp mấy em nhỏ nhỏ các bạn. Rồi khi nào á cao cấp hơn rồi lúc đó ăn hiếp mấy Pokemon boss chẳng hạn. Phải thăm ngàn từ từ thôi. Chưa, nhưng mà hình như mình ăn hiếp Pokemon cấp thấp một hồi là sẽ bị nghiệp quật các bạn. Hôm bữa bị lần rồi. Nhưng mà thôi, tại tình thế này bắt buộc phải ăn hiếp rồi đó. Nghèo quá. Ủa, thọt cấp quá mà. Ừ, nãy giờ chưa cho Cinderay ra trận ta. Đúng rồi, Gigantamax chạm cái ha. Ôi trời. Chưa kịp thấy hình dạng Gigantamax của Cinderay nữa là thắng rồi. A few moments later. Hả? Ê, muốn về thôi mà cũng gặp boss nữa nè. What the heck? Gần về nhà rồi mà còn gặp boss nữa. Ui, đây là Ma Shadow Fusion các bạn. Bữa giờ lần đầu tiên mình gặp boss Ma Shadow Fusion nha. Bự chà bá lửa luôn các bạn ơi. Ui da, kèo căng rồi. Đội hình của mình không biết đánh lợi không nó. Thôi, cũng cho mấy em ra trận thử các bạn. Thôi thì mình cũng làm liều ha. Ok. Trời ơi, coi kìa. Trông có vẻ là Ma Shadow Fusion sắp đấm Urshifu mình sắp mặt đó các bạn ơi. Ui ui. Một hit cực mạnh. 1/3 cây máu rồi. Yêu. Quên ta. Hình như kỹ năng giác đấu không tấn công được Ma Shadow. Ấy. Trời ơi, lãng phí một lượt rồi. À. Chiến này thì khó khăn thiệt rồi các bạn ơi. Chắc là mình phải đổi đồ hình quá. Chứ như vậy thì khó rồi. Không được, không được rồi. Chúng ta phải đổi đồ hình đó các bạn à. Rogimon và Sabedo ha. Ok, tạm thời đồ hình sẽ là như vậy. Đầu tiên, mình sẽ cho Raudan ra đề 3 trước. Đó, ở hình dạng nguyên thủy này để coi coi. Chúng ta có thể... Trời ơi. Tí nữa thì đi các bạn ơi. Ồ, thôi là Raudan chịu nổi một hit á. Hồi phục có kịp không? Bây giờ không kịp hồi phục máu lại các bạn. Khó khó. Tiếp theo là Kyurem nguyên thủy. Để xem coi chúng ta có thể gây được bao nhiêu sát thương lên Ma Shadow. Hả? Còn chưa kịp tấn công các bạn ơi. Ma Shadow Fusion rất là nhanh nhẹn luôn. Trời đất ơi. Rayquaza. Mình Dynamax trước lấy lợi thế các bạn ơi. Ủa đây nè. Cô Lý, cô Lý. Đây. Rayquaza Necro đã đánh được 2 hit lên Ma Shadow rồi. Hit thứ 3. Không kịp. Ôi, tới nước này chỉ còn có thể là Rogimon. Mình tin Rogimon sẽ làm được các bạn ơi. Hơi thở rộng. Ây, Rogimon không làm được rồi. Shabido Fusion. Khoan khoan, em cạp dữ lắm á. Đây nè. Nice. Trời đất ơi. Thử thử một hồi cuối cùng cũng được. Ủa, và đây mình lại được thêm một cái Lustrous Orb các bạn ơi. Why? Vậy là mình có tới tận 2 cái Lustrous Orb luôn rồi. Wow. Quá đã luôn. Công tình sớm giờ mấy em Pokemon ăn hành cũng không uổng phí các bạn ạ. Với lại nghiệp quật đó, chừa cái tội mấy à. Hay ăn hiếp mấy em Pokemon cấp thấp luôn. Rồi, bây giờ thì đi về thôi các bạn. Ủa, đâu rồi cái cổng đâu ta? Ồ, trời bị boss đánh xong ha. Mất phương hướng luôn rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ thì đi về thôi. Hoàng đét ơi, thiệt cái tình luôn á. Sau cái chiến này chắc là mình chừa cái tội là không ăn hiếp những em Pokemon cấp nhỏ luôn các bạn ạ. Không thôi là nghiệp quật tới liền á. Còn bây giờ mình sẽ thẳng tiến tới cái hội quán để chúng ta trả nhiệm vụ thôi. Ôi mà khoan, từ từ, hình như lộn hướng, hướng này mới đúng chứ. Tới đây, Long Tham No Si hội quán. Rồi, trả nhiệm vụ này coi coi mình được cái gì đây các bạn. Cảm ơn vì những câu chuyện của bạn. Lấy cái này đi. Ok, cho thì tôi lấy thôi. Trời đất ơi, cho tôi cái hột quẹt chứ cái hắc diêm thạch làm gì. Hả? Ủa tôi dưỡng mặt chứ đồng chí hả? Trời đất ơi. Ủa, ở đây còn có Pokemon vậy? Ồ, một em Pokemon hệ thường 4 sao các bạn ơi. Wow, được vậy ta. Vậy thì kèo này mình sẽ cho Gengar ra trận các bạn. Ok. Trước mặt mình là Licky các bạn ơi. Trời ơi, em này có cái lưỡi dài lắm. Ok, mình sẽ
Gigantamax, ủa Dynamax cho Gengar God của mình. Sau đó thì dùng mắt Darkness để xem. Cấu rỉa cũng được chút chút các bạn ơi. Trời, tấn công cái đoạn gì mà lông vũ tùm lum xung quanh vậy. Rồi thêm Magikarp dễ đành đạch nữa cơ. Ủa sao cái kèo này giống như sắp toàn tới nơi các bạn ơi. Đánh nhau trong cái hội quán của người ta luôn. Hội quán kiểu trời ơi, gặp báo đời báo đớm tới rồi. Rồi luôn rồi, kèo này chắc nghi quá các bạn. Đánh nãy giờ mới được nửa cây máu à. Gengar God của mình có vẻ chưa đủ sức đánh tem rồi. Phá hết lớp khiên của Licky Licky rồi nè. Ok, em đã hết Dynamax rồi và trở lại hình dạng thường á, nhưng mà không sao. Đẩy nè, Dark Boost vẫn knock out Licky Licky được. Nhưng mà trời ơi, mình chỉ được cái Shiny Stone, một ít kẹo ha. Hết rồi. Trời đất ơi, không được thêm cái gì hết các bạn ơi. À, mà hồi nãy trong ba lô của mình vẫn còn ba cái bát súp mắt các bạn. Và mình quyết định là mình sẽ cho thêm ba nhóc Pokemon này ăn súp mắt ha. Lần lượt là em Red nè, em Colossal và thứ ba là Sanaconda. Đó, ba em đều được ăn nha. Đây, đây và đây. Alright. Một xíu nữa chúng ta sẽ tìm kèo cho mấy em này ha. Ui, hợp lý, đi tìm luôn các bạn. À, để coi coi cái dùng này. Ôi, có boss nữa hả? Trời đất ơi, đánh boss ổn không ta? Thôi em này, mấy em này mới cấp 5 mấy rồi, đánh boss là ăn hành thì có các bạn. Chứ đánh đấm gì tầm này nữa. Rồi, nhưng mà mình sẽ thử cho Gengar God ra trận coi. Biết đâu bất ngờ. Gengar God làm được các bạn. Kangaskhan hình như là một Pokemon hệ thường á. Đây nè. Châu nhưng mà đánh lâu cũng ngỗng các bạn ơi. Kệ kệ, mình có lợi thế là Pokemon hệ ma mà. Dạ, rỉa rỉa từ từ thôi các bạn ơi. Lạy thiệt chứ. Lộc bắt đầu gành gành hơn được một xíu rồi đó các bạn à. Nhưng mà mình cũng muốn tái mái chân tay quá các bạn. Mình tính đưa cho mấy em khác ra trận quá. Nhưng mà lỡ dành cái lượt Dynamax cho Gengar rồi, nên là bắt buộc phải cho em spam Dark Boost tới khi nào mà Kangaskhan ngỗng của tỏi thì thôi ha. Đó, nãy giờ đánh cũng cả buổi kéo được bảy mấy phần trăm máu các bạn ơi. 10% máu thôi. Cố lên Gengar God. Và đây sẽ là hit quyết định. Chuẩn bị. Úi, trời ơi, còn không kết liễu nổi nữa. Phải dùng thêm một lần nữa các bạn. Đánh cho hết sức luôn á thì mới hạ được boss Kangaskhan Legendary á. Ok, và mình sẽ được thêm một cái miếng Blade nè. Rồi, giờ thì chắc tìm mối cho mấy em kia test sức mạnh là vừa hết các bạn. Ui, Scizor. Oxidor chứ. Được á, kèo này chắc cho Sanaconda ra trận đi. Ok, Gigantamax đồ cần. Thử coi. Đó. Wow, các bạn thấy em rắn sa mạc này như thế nào? Wow, Gigantamax lên nhìn cũng được quá chứ. Thôi, đánh nhanh thắng nhanh nào. Đấy. Một em á. Tiếp theo sẽ tới lượt của em Colossal đi. Colossal Gigantamax lên thì sẽ trông như thế nào đây? Mình sẽ dùng một cái đòn gì đó. Đó. Không tấn công các bạn thì chúng ta mới dễ ngắm được. Đấy. Nhìn đúng kiểu cục than bự hơn các bạn ơi. Ok, cũng kết thúc trận đấu này nhanh ha. Đã. Và trong ngày hôm nay các bạn sẽ ấn tượng với Pokemon nào sau khi Gigantamax nhất? Hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nha. Rồi, giờ là em cuối cùng trong ngày hôm nay nè. Đó chính là em Rết Lửa. Em này Gigantamax cũng dữ lắm á nha. Thử coi. Ui, chưa kịp ngắm nữa. Ở kìa, mình phải tiệm đói căng căng xíu cho em Rết Lửa này chiến mới được. Ô đây đây, đói này là hơi bị căng luôn chứ không phải căng dừa đâu các bạn ơi. Gachom Legendary, trời đất ơi. Đủ sức cân không đây trời. Sao mình nghi quá các bạn ơi. Ui ui, chịu nổ một hit. Wow, và đây nè. Đây chính là Rết Lửa sau khi Gigantamax đó các bạn. To và dài ngoằn luôn. Tuy nhiên thì sắp bị knock out rồi. Trời đất ơi. No.
cái đội hình này sao mình cảm giác là sắp ăn hành tiếp rồi các bạn à. Mình chưa kịp đổi Pokemon nữa. Chính xác rồi các bạn ơi. Ăn hành sắp mặt là đây. Ơ nhưng mà không sao, mình có Lapras. À ha, ai sát nè. Đó. Ui, nhưng mà không trụ nổi thêm một hit nữa. Scizor thì sao? Cố lên Scizor. Bullet Punch. Ấy nè. Cố lấy, cố lấy. Scizor Cyber có thể làm được các bạn ơi. Mình tin em. Bullet Punch. Yeah. Thành công. Trời ơi, lại cho cái cần câu làm gì. Tôi giận rồi, tôi không đi câu nữa đâu. Giờ tôi bỏ nghề anh thợ câu may mắn rồi. Tôi làm anh thợ khóa thôi. Rồi bên này là Pokemon gì đây? Ừ, cái nhóc này cũng hay gặp ở vùng sa mạc lắm các bạn. Thôi thì lượm em luôn đi ha. Mình sẽ cho Lapras ra trận. Tại vì nãy giờ hình như mình chưa cho Lapras Gigantamax. Ok, nhưng mà hình như bị lag rồi, mình không coi được. Ừ, Lapras Gigantamax cũng đẹp lắm á các bạn. Lại nè, Gigantamax lên cho em á. Đó. Trời ơi, có hiệu ứng xung quanh các thứ nhìn đã ha. Cái lưng của em cũng thay đổi nữa các bạn. Nói chung thì cũng rất là đẹp luôn. Rồi, kết thúc nào. Ôi trời, không đủ đam. Ây da, kêu đút được quá ta. Thôi, lần này thì kết thúc nha. Thôi, nãy giờ thì chúng ta cũng đã ở lại đây khá là lâu rồi. Qua đây chủ yếu là để trả nhiệm vụ thôi mà. Giờ thì tranh thủ đi về cái đã. Nice. Hôm nay sao có điểm vậy ta? Ừ, kiểu ăn hành liên tục luôn á các bạn à. Chả hiểu sao luôn. Ủa? Uầy, ở đây có cái nhóc hệ đất. À, nhóc này cầm khúc xương nhìn dễ thương vậy. Ê, cái gì? Gì vậy anh bạn? Hả? What? Uầy, bữa nay mình còn gặp mèo metal. À, đây là mèo metal đó hả? Uầy, hình như đây là dạng kết hợp với cái em bo các bạn. Cái em heo lửa. Chính xác luôn. Wow. Được, Gengar God tới chọn cậu. Nào nào, solo với mèo metal fusion nào. Ui da, mèo metal phòng thủ à. Được cái ta. Ok, chơi phòng thủ không vậy? Chơi chiến thuật phòng thủ à. Đây nè, lần này thì hết phòng thủ nha. Rồi rồi rồi, có vẻ là mèo metal. Ui trời, tăng cái gì vậy? Tăng sức mạnh hả? Đúng vậy. Ừ, mèo metal bị nao núng luôn. Được nước làm tới Gengar God. Tấn công mèo metal fusion liên tục nào. Thêm một đoạn Dark Boost nữa. Hợp lý ta. Gây nao núng liên tục cho mèo metal fusion luôn nè. Uầy, vậy là tính ra mình sẽ đỡ triệu hồi mèo metal các bạn, rồi sau đó tiến hóa thành mèo metal á. Mà còn đây còn là mèo metal dạng fusion nữa. Quá tuyệt vời. Hôm nay công nhận sau một khoảng thời gian ăn hành thì chúng ta cũng đã lên nhân phẩm rồi các bạn ơi. Ôi, nhưng mà việc cấu máu của mình hiện tại đang không ổn áp lắm. Thôi, tung bóng chứa luôn đi các bạn. Em mèo metal này khá là nặng, mình nghĩ vậy nên là chúng ta sẽ tung heavy bond. Ơ, trời ơi, thất bại luôn rồi. Ồ, cái dạng fusion này không biết nhiêu ký ha. Nhưng mà cứ tung heavy bond trước đi các bạn. Ừ, cứ thấy bự bự là auto heavy bond đi ha, cho chắc. Ấy, nhưng mà sao không được nhỉ? Ừ, cảm giác heavy bond không hiệu quả trên mèo metal fusion lắm nha. Ừ, thiệt nè. Vậy thì mình sẽ đổi sang Dustbone đi. Ừ, trời tối dùng Dustbone cũng ok lắm. Để coi, đổi bóng có đổi vận không? Trời ơi, cũng không luôn các bạn ơi. Quay quay quay, chắc phải cấu rỉa thêm máu các bạn. Đó, lượng máu xuống mức đỏ rồi nè. Lúc này sẽ là thích hợp nhất để chúng ta tung bóng chứa nha. Dustbone. Lần này mình có linh cảm đó. Omega Lu. Ôi, linh cảm mình chết quốc rồi các bạn ơi. Ây da, kỳ vậy. Ấy mà giờ mới để ta trong làng có kim tự tháp kìa các bạn. Ui, còn có hội quán nữa sao kìa.
Quay. Được gì ta? Phải chinh phục Mel Metal Fusion lẻ thôi. Vô hội quán các bạn ơi. Em ơi, về đội đi, anh dẫn con đi chinh phục hội quán luôn nha. Ok không? Về đội đi. 3, 2, 1, chịu nè. 48 hours later. Oh my god. Mel Metal Fusion nhìn thẳng mặt anh đi. Sao vậy cưng? Sao cưng lì như heo vậy? Hả? À mà quên, em kết hợp với heo lửa mà ta cũng đúng. Trời đất ơi, chinh phục em từ tối. Hồi nửa khuya bây giờ gần tới xế chiều nữa rồi các bạn, mà em vẫn chưa về đội mình nữa. Thâu đêm suốt sáng luôn rồi. Có ít đâu. Thôi mà, về đội với nhau đi. Thử lại thêm một lần nữa thì Why? Mình đã thành công chinh phục được Mel Metal Fusion rồi. Yes. Trời ơi, cái em này lì thật các bạn ơi. 2 ngày 2 đêm. Nhưng mà thành quả thì cực kỳ xứng đáng á. Wow, coi em kìa. Và Mel Metal Fusion sẽ em mang song hệ lửa và thép các bạn ơi. Dự Mel Metal sẽ là một tăng cơ đích thực cho mình trong thời gian sắp tới đây. Trời ơi, em bự quá các bạn ơi. Rồi, mới về đội cho đi quẩy luôn nè. Để coi Mel Metal đấm Graveler như thế nào đây. À, Mega Punch. Ôi trời. Wow. Không knock out được Graveler các bạn ơi. Có vẻ em Graveler này cực kỳ cứng cáp luôn á. Đấm thứ hai thì mới knock out nè. Ok. Và như đã nói hồi nãy, mặc dù em rất là lâu thì mới chịu về đội của mình, nhưng mà không sao, mình vẫn sẽ dắt em đi chinh phục hội quán á các bạn. Ở đây mình thấy giống như có hội quán lắm. Chuẩn luôn rồi. Tại mình thấy cái chỗ bóng chứa nè, cái bức tượng bóng chứa các bạn. Tí nữa là mình bỏ qua hội quán rồi đó. Ok, được thôi, bây giờ mình sẽ đáp vô đây. Đó, vừa tới nơi thì chúng ta đã bắt đầu chiến đấu với chủ hội quán rồi. Có vẻ cái thanh niên bên này là chủ hội quán á các bạn. Không biết phải không nữa. Nhưng mà Gengar thể hiện sức mạnh nào. Dynamax lên. Ok. Đó đó đó. Áp đảo nha, áp đảo nha. Có vẻ do ghét cấp quá nhiều các bạn ơi. Ui, Steelix tự bảo vệ mình cơ. Phòng thủ hả? Để coi lần này thì phòng thủ nữa được không. What? Nè, lần này thì hết phòng thủ nha. Gengar God bữa nay mới về đội nhưng mà gánh đội hình Dynamax hơi bị dở đấy. Tiếp tục nè. Dark Bush. Hên quá, không xi nhê. Tiếp tục, Dark Bush. Yeah. Ê, nhưng mà vậy thì em sẽ giành hết chiến công mất. Mình cũng sẽ cho Mel Metal Fusion mới về đội mình ra trận các bạn ơi. Ui, đối thủ là Lucario. Hả? Hình như chỗ hội quán này chuyên Pokemon thể đá các bạn ơi. Mega Punch, thử coi. Được không? Úi dò. Cũng được đó các bạn. Tiếp tục là Mega Punch nè. Wow, Lucario dùng đòn gì ghê vậy? Quay. Hên. Mega Punch đã knock out được Lucario rồi. Không thì chắc Mel Metal Fusion cũng khó khăn đó các bạn. Tiếp tục nào. Mình sẽ dùng đòn Mega Punch của Mel Metal tiếp ha. Có vẻ ổn các bạn. Nhưng mà tình hình là em sắp bị knock out rồi. Oh no. Rồi. Ôi, vẫn còn 10 máu các bạn. Đúng kiểu tăng cơ luôn á. Đây nè. Ok. Em cũng đã chống chịu rất là tốt rồi ha. Phần còn lại để coi coi. À, Lapras thì sao? Đúng rồi. Mình sẽ cho Lapras ra trận và gánh tem thử coi. Chính xác. Lapras làm được các bạn ơi. Chủ hội quán đổi Pokemon liên tục cơ. Nhưng mà vẫn không chịu nổi nha. Vậy là chiến này Lapras sẽ kết thúc trận đấu chăng? Yes. Chính xác là như vậy. Wow, mình được một cái Mineral Badge. Một đĩa kỹ năng Steel Wing. Hình như chỗ hội quán này lại tàn hình rồi các bạn ơi. Người bên kia phải chỗ hội quán không? Tò mò vậy. Thử coi. Không, bên kia đâu phải chỗ hội quán đâu. Nè, mình còn khiêu chiến là được nè. Vậy chủ hội quán là ai nhờ? Bữa giờ mình hay gặp chủ hội quán tàn hình á.
Thôi, lỡ ghé qua đây thì cho đội hình của mình chiến đấu một xíu với các trainer trong hội quán này á. Xíu nữa chúng ta sẽ hỏi thăm coi coi đây là hội quán gì các bạn ơi. Wow, mẹ bê tổ bắt đầu thích nghi rồi đó các bạn. Chắc là mình sẽ cho lắp ráp ra trận thêm cái nữa quá. Nãy thì em gánh tem quá dữ các bạn ơi. Ui dồi, Agon gắt vậy, trời. Không thể khinh thường Agon được các bạn ơi. Hên, lắp ráp đã knock out được Agon rồi. Trời, cái hộ quán này còn có zombie nữa. Trời đất ơi. Ủa, ở dưới này có người giao nhiệm vụ đỏ luôn nè. Lại là nhiệm vụ về chim huyền thoại nữa rồi. Quay 100 năm về trước, ở cái vùng Gala gì đó. Và đây sẽ là nhiệm vụ đánh bại Pokemon Hunter. Quay, vậy là mình phải đánh bại Zapdos Galarian hả? Hay là Articuno Galarian? Wow, có nha. Ví dụ mình mà gặp dạng Galarian thì mình bắt luôn. Chứ có cái nhiệm vụ này mà bắt mình đánh bại một huyền thoại thì uổng lắm các bạn ơi. Huyền thoại thì mình hốt về đội có phải ngon hơn không? Mà thôi, nhận nhiệm vụ trước đi các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lướt thử trong này coi coi. Nó có một cái mắt kiến gì nè. Ok, bên này lại là mắt kiến. Ok. Cũng có cái Reason Bottle của Hopa nữa. What? Bên này thì có Blade. Thôi, sẵn tiện cạnh làng mình sẽ ghé qua mình shopping xíu luôn á các bạn. Ui trời, còn có nhà bác thợ rèn nữa. Đúng rồi ta, bữa giờ mình quên hành nghề. Ủa lộn, mình quên hỏi thăm mấy bác thợ rèn. Trời, có răng rồng luôn nữa nè. Vậy đó mà bữa giờ mình quên hỏi thăm mấy bác ấy. Không thôi là mấy em rồng nhà mình rồi ha. Vô mánh. Ủa trời ơi, làng này sợ mình quá rồi. Không ai tiếp đón mình hết các bạn ơi. Chấm lỏng luôn à, không ai hết á. Nói chung hôm nay là một ngày cũng rất là may mắn của mình các bạn. Bởi vì mình đã có thêm hai Pokemon siêu cấp ở hai cái đội hình khác nhau. Lần lượt là Gengar God nè. Tiếp theo là Melmetal Fusion. Trời, mặc dù hơi khó khăn trong việc chinh phục nhưng mà không sao. Hai em này cuối cùng cũng đã là thành viên trong đội hình của mình tương lai ha. Và ngoài ra thì mình còn cho một vài Pokemon khác biến thành cái hình dạng Gigantamax các bạn. Và các bạn thấy ở hình dạng này thì mấy Pokemon này có ngầu không? Mình thì đánh giá em nào cũng có sự ngầu riêng nha. Và sắp tới mình còn phải thực hiện thêm khá là nhiều nhiệm vụ khó khăn đây. Còn là nhiệm vụ huyền thoại cơ mà các bạn. Hy vọng là chúng ta có thể làm được ha. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lockroot hay là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop và lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video. Cảm ơn nhà tì, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.